đọc là y an chi y an nhá, chi y an, từ y an sẽ đọc nhanh ra cho mình nào, y an, y an, y an. Và từ an này thanh mấy? Từ an thanh 4, vậy mình sẽ đọc là an, an, vậy đọc liền nhá, y an, y an, y an, vậy là chi an, chi an. Đọc nhanh hơn thì chúng ta sẽ ra được một từ hoàn chỉnh, chiản, chiản, chiển, chiển. Vậy sẽ có là giải, chiển, giải chiển. Giải có nghĩa là lại. Vừa mình có nhắc một nghĩa này của từ này rồi đúng không? Lại. Chiển có nghĩa là gặp. Giải chiển có nghĩa là hẹn gặp lại hay là muốn gặp tiếp. Vậy người ta sẽ dùng khi là tạm biệt một ai đó sẽ là giải chiển, giải chiển, giải chiển, giải chiển, tạm biệt. Nhiều khi thì người Trung Quốc hay dùng là bye bye, bye bye, bye bye, giống kiểu âm của tiếng Anh ấy, đọc là bye bye, bye bye, bye bye cũng được. Nhưng mà từ giải chiến thì chúng ta sẽ học cơ bản, thì chúng ta sẽ nhớ từ này đầu tiên trước cho mình nhá, giải chiến. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu toàn bộ cái phần này. Rồi, bắt đầu nhá. Câu đầu tiên. Xuế Hàn Yủ. Xuế Hàn Yủ. Tì Ý Hợ. Tì Ý Hợ. Ní Hảo. Ní Hảo. Sơn Cứ. Sơn Cứ. Nì. Wǒ. Tā. Nì mèn. Wǒ mèn. Tā mèn. Nì mèn. Wǒ mèn. Tā mèn. Đều được nhé. Hǎo lě mě? Hǎo lě mě? Hǎo lě. Hǎo lě. Dǒng mě? Dǒng mě? Dǒng lě. Dǒng lě. Hái měi? Hái měi? Bù. Bù. Khi phát âm nhanh thì những cái từ lơ ví dụ như là từ từ lơ và từ mơ thì đọc rất nhẹ, ví dụ hǎo lě mě? Hǎo lě. Tổng lắm á, tổng lắm. Không đọc là lơ nhé, đọc lơ, nhẹ thôi. Nhi hảo, nhi hảo. Nhi mà hảo, nhi mà hảo. Nhi mà hảo, nhi mà hảo. Nhi mà hảo. Lào sư, lào sư. Trăm miệng, cong lưỡi và bật hơi. Lào sư, lào sư hảo. Lào sư hảo. Đà gia hảo, đà gia hảo. Đà gia hảo. 我是, 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 我叫, 叫 và đọc liền, 叫, 叫 và đọc số 4 nhé, 我叫, 我叫, 你叫什么名字, 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 nỉ nó, từ nơ cũng thế đọc nhẹ thôi, nỉ nó, nỉ nó. Nín quầy xiên, nín quầy xiên, nín quầy xiên. Wǒ xiên, wǒ xiên, wǒ xiên. Hǎn gāo xiàn rén shí nǐ, hǎn gāo xiàn rén shí nǐ, hǎn gāo xiàn rén shí nǐ, hǎn gāo xiàn rén shí nǐ. 很高兴认识你们，我也是，我也是，我也是。再见，再见，再见，再见。OK, đây là nội dung bài số 1. Thì đây là phần luyện đọc nhá. Mình sẽ để ý một chút cái phần mình hướng dẫn học bảng chữ cái. Ta-da! 再见啦，拜拜。